mười mấy năm rồi, bây giờ mới có cơ hội để làm. Đây là Biobis, bạn ấy của Belafonte, cứ mở là Belafonte người ta sẽ xuất nhiều người. Ok, anh không hát bài đấy đi. Ui, 60 km/h đấy em ơi. Bắn đi. Bắn đi. Em không biết. Ui nhìn đây. Ui nhìn cái bóng xinh, anh cũng xinh cái. Sâu 100 mét đấy.